Xin chào tất cả các bạn. Sau một cuộc tình đổ vỡ, chúng ta lại rút ra được một bài học kinh nghiệm. Sau cuộc tình tiếp theo đổ vỡ, chúng ta cũng lại rút ra được một bài học kinh nghiệm. Và sau tiếp theo lại một cuộc tình đổ vỡ nữa, chúng ta sẽ lại rút ra được một bài học. Và hôm nay các bạn không cần trải qua một cuộc tình đổ vỡ nào. Có thể là bạn mới bước vào tình yêu, cũng có thể các bạn đang yêu, hoặc các bạn trải qua 1 đến 2 mối tình rồi. Và hôm nay các bạn sẽ không cần trải qua một cuộc tình đổ vỡ nào. Các bạn cũng có thể biết được 6 bài học sau một cuộc tình đổ vỡ. Bài học thứ nhất đó chính là sự chung thủy là điều quan trọng nhất trong tình yêu. Khi mà các bạn yêu nhau ấy, các bạn đổ vỡ là do cái gì? Là do một trong hai người đã ngoại tình. Khi mà một cô gái yêu một chàng trai, sau đấy cô ta thấy chàng trai khác tốt hơn, có điều kiện kinh tế hơn, đẹp trai hơn, là cô ta lại đuổi theo người đàn ông khác. Và sau đấy cô ta nhận ra rằng cái người đàn ông này lại không bằng cái người yêu cũ của mình, và cô ta lại quay trở lại với người yêu cũ. Đấy cũng là cái nguyên do để mối tình tan vỡ. Hoặc là trường hợp cô gái này cứ thích hết anh chàng này đến anh chàng kia, đó cũng là nguyên nhân của sự đổ vỡ. Hoặc là có một anh chàng này, anh ấy cũng cứ thích hết cô này đến cô khác, đấy cũng là nguyên nhân của cuộc tình đổ vỡ. Hoặc là khi mà các bạn đã có gia đình rồi ấy, xong rồi là các bạn còn ngoại tình với cả những cái cô gái ở bên ngoài, thậm chí còn có cả con với cả cô gái bên ngoài, đấy cũng là nguyên nhân để cho gia đình tan nát. Thế nên các bạn cần phải biết rằng khi mà các bạn không chung thủy trong tình yêu, đấy là cái nguyên nhân dễ nhất để dẫn đến sự đổ vỡ. Bởi vì có thể là các bạn mắc cái lỗi sai này cũng được, lỗi sai kia cũng được, nhưng nó sẽ không ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc tình của bạn. Các bạn vẫn có thể cứu vãn, các bạn vẫn có thể xây lại cuộc tình. Ví dụ cái nhà có thể cũ, các bạn có thể sửa sang lại. Nhưng nếu mà cái móng của ngôi nhà, sự chung thủy chính là cái móng của ngôi nhà, cái móng của ngôi nhà đã nát rồi ấy, đã nát bét rồi, thì bạn không thể nào gây dựng lại được nữa. Mà có gây dựng lại ấy, thì nó cũng không ra một cái gì cả, rồi nó lại đổ. Gây dựng lại rồi là nó lại đổ. Chính vì thế sự chung thủy là điều quan trọng nhất trong tình yêu nếu các bạn muốn có hạnh phúc dài lâu. Bài học thứ hai mình sẽ chia sẻ với các bạn, đó chính là sự công bằng trong tình yêu. Khi mà các bạn mới yêu nhau thì người đàn ông sẽ chinh phục bạn. Họ sẽ chinh phục bạn bằng mọi cách để họ có thể có được tình yêu của bạn. Nhưng không có nghĩa là người đàn ông suốt ngày cứ cho bạn, cho đi. Họ sẽ cho bạn những cái tình cảm, cho bạn sự quan tâm, cho bạn sự chăm sóc của người ta. Mà mãi mãi là như thế, chắc chắn rằng sẽ không có thể là mãi mãi là như thế, mà phải có sự cho đi của bạn. Sự cho đi sẽ là cân bằng khi cả hai đều có cái sự cho đi, chứ không phải là chỉ một bên cho đi còn một bên chỉ có nhận, một bên chỉ có hưởng thụ, thì chắc chắn rằng cuộc tình sẽ không thể kéo dài nổi. Đấy là cái điều rất là quan trọng. Bởi vì nếu mà bạn chỉ có nhận, suốt ngày chỉ nhận thôi, thì đến một giây phút nào đó người ta sẽ chán và người ta sẽ không muốn cho đi nữa. Chính vì thế khi bước vào tình yêu, bạn hãy đem một cái tư thế của người luôn luôn có sự trao đổi yêu thương, cho nhau sự yêu thương, chứ không phải là mình cứ cho đi, người ta thích nhận thôi. Mà chúng ta cho đi và chúng ta hãy nhìn nhận xem người đó có trân trọng không, nếu người ta trân trọng mình đã trao đi tiếp. Và cũng cần phải có sự trao đổi qua lại giữa hai bên để có sự cân bằng. Một khi có sự cân bằng rồi thì chắc chắn tình yêu của bạn sẽ có thể bền lâu. Bài học thứ ba đó là gặp được một cái người phù hợp không phải là dễ. Không phải bạn gặp người đàn ông này bạn cũng có thể yêu, có thể kết hôn, gặp cô gái này bạn cũng có thể yêu, có thể kết hôn, mà không phải bất kỳ ai chúng ta cũng có thể yêu, chúng ta cũng có thể kết hôn được. Mà trong thế giới này có 7 tỷ người, chúng ta chỉ cần chọn ra đúng một người có thể phù hợp với chúng ta, yêu thương chúng ta, trân trọng chúng ta và đem những điều tốt đẹp nhất đến với chúng ta mà thôi. Đừng bao giờ vội vàng trong tình yêu để rồi các bạn sẽ phải hối tiếc. Bài học thứ tư đó là Tình yêu ấy chỉ là một thứ gia vị mà thôi. Đừng coi tình yêu là quan trọng nhất trong cuộc sống của mình, mà điều quan trọng chính là cuộc sống của bạn. Cuộc sống của bạn mới là điều quan trọng nhất. Chúng ta cần phải làm gì để phát triển bản thân? Chúng ta cần làm gì để tốt hơn mỗi ngày? Chúng ta cần làm gì để mình có thể nuôi dưỡng được những cái niềm tin, những cái hy vọng, chứ không phải là chúng ta chỉ có chăm chăm vào tình yêu mà thôi. Tình yêu nó sẽ là cái gia vị để cho cuộc sống của chúng ta thêm thi vị hơn thôi. Bài học thứ 5 đó chính là khi tình yêu đến chúng ta hãy trân trọng, còn khi mà tình yêu đi thì chúng ta đừng dằn vặt bản thân. Khi mà yêu bất kỳ một ai, các bạn có thể yêu hết mình, yêu nhiệt tình và yêu không cần tính toán điều gì. Chúng ta có thể cho đi, chúng ta có thể yêu chân thành, chúng ta có thể trân trọng mối quan hệ. Nhưng mà khi mà người đó không còn phù hợp thì chúng ta hãy sẵn sàng buông bỏ. Đừng bao giờ quá dằn vặt bản thân, đừng bao giờ tự trách mình là mình không tốt nên là người ta mới ngoại tình. Đừng bao giờ nghĩ mình không tốt nên người ta mới chạy theo cô gái này, chạy theo anh chàng kia, chỉ bởi vì chúng ta không có duyên thôi. Thế nên chúng ta có thể yêu hết mình, nhưng chúng ta cũng có thể buông bỏ nếu mà tình yêu đó không còn dành cho chính mình. Bài học thứ 6 mình muốn chia sẻ với cả các bạn đó chính là khi yêu thì các bạn đừng yêu quá đến mức mù quáng và luôn luôn đề cao đối phương. Ví dụ như là trước khi bước vào tình yêu thì người ta cứ chọn lựa, sau đấy khi mà yêu một cô gái rồi thì cho dù cô ta có đối xử với anh ấy như thế nào thì anh ấy cũng cứ líu kéo. Chính điều đó làm hạ giá trị người đàn ông. Cũng như một người phụ nữ khi mà yêu một người đàn ông, yêu thì thấy anh ta là rất là tốt rồi, anh ta có điều kiện rồi, mình yêu quá. Người phụ nữ cứ đặt hết tình yêu, cứ đặt hết niềm tin vào người đàn ông. Và rồi khi mà người ta ngoại tình, cô ấy cũng chấp nhận. Yêu đến điên dại rồi, người ta làm gì cũng chấp nhận luôn. Và người ta coi thường mình cũng chấp nhận luôn. Thế chính cái điều đó sẽ làm cho cuộc tình tan vỡ. Và chính điều đó sẽ làm hạ thấp giá trị của bản thân. Có thể là một người phụ nữ yêu một người đàn ông có điều kiện kinh tế này, rồi người ta là một người giỏi giang chẳng hạn, và sau đấy cô ấy quá đề cao đối phương. Chính cái việc đề cao đối phương sẽ làm hạ thấp giá trị của cô gái. Trong cuộc sống thì với bất kỳ một người nào họ cũng có ưu điểm và nhược điểm của mình. Nếu mà khi mà bạn hạ thấp giá trị của bản thân thì sẽ làm cho đối phương không còn coi trọng bạn. Mà thay vào đó thì bạn hãy nâng cao cái giá trị bản thân bằng bồi dưỡng thêm những cái kiến thức mới. Chúng ta hãy đọc sách mỗi ngày, chúng ta hãy xem những video hữu ích, rồi chúng ta tự phát triển bản thân. Hay đơn giản chúng ta chỉ cần bồi dưỡng những cái suy nghĩ tích cực cho bản thân. Chính điều đó làm giá trị của chúng ta tăng lên, chứ đừng bao giờ cứ nâng cao cái giá trị của người ta lên, và chính điều đó sẽ làm hạ thấp giá trị của bạn. Và bài học cuối cùng mình muốn chia sẻ với các bạn đó chính là sẽ có một người yêu bạn chân thành, sẽ có một người nhận ra giá trị của bạn, nhận ra những ưu điểm của bạn và yêu bạn một cách chân thành. Chính vì thế đừng bao giờ bước vào tình yêu khi mà chúng ta không có sự chuẩn bị cho tình yêu đó. Chúng ta cứ bước vào yêu là yêu, kết hôn là kết hôn, và chúng ta không cần chuẩn bị một điều gì cả. Chúng ta hãy sống cuộc sống của riêng mình, và khi tình yêu đến ý, hãy để cho nó có duyên. Khi mà các bạn có duyên rồi thì các bạn lại có những cái kiến thức trong tình yêu, có kiến thức trong hôn nhân rồi, kiểu gì các bạn cũng có thể có hạnh phúc. Thế nên là bạn đừng bao giờ mất hy vọng vào cuộc sống và tình yêu. Bởi vì cũng có thể là khi mà bạn bước vào tình yêu rồi hoặc là chưa, nhưng mà bạn mất niềm tin vào tình yêu vì những cái người xung quanh. Bạn thấy những người xung quanh họ không được hạnh phúc và bạn mất niềm tin vào tình yêu, và bạn nghĩ rằng sẽ không có một người đàn ông nào hoặc người phụ nữ nào có thể nhận ra những cái ưu điểm của mình và yêu mình chân thành được, thì bạn đừng bao giờ tin điều đó. Rồi sẽ có người nhận ra được những ưu điểm của bạn, rồi sẽ có người trân trọng bạn khi mà bạn hãy biết tin vào cuộc sống, tin vào tình yêu, và chúng ta yêu chính bản thân mình. Trên đây mình đã chia sẻ với bạn những cái bài học xong của tình đổ vỡ, để từ đó các bạn có thể có thêm những cái kinh nghiệm trong tình yêu, sẽ không bao giờ bị đổ vỡ trong một cuộc tình, và chúng ta yêu và chúng ta tìm đến mối quan hệ lâu dài và chúng ta không cần phải đi qua những bước đường vòng nữa. Các bạn ơi, nếu mà các bạn thấy video có ích, các bạn hãy like, hãy đăng ký và chia sẻ cho mọi người cùng xem nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn.